Xin mời. Xin hỏi anh Hùng Dũng hai câu. Thứ nhất là trong cái đợt tập trung này thì thầy Park có nói là sẽ xây dựng một lối chơi mới, thì liệu thầy có xây dựng một sơ đồ chiến thuật với 4 hậu vệ không hay là vẫn là 3 hậu vệ? Và thứ hai nữa là ở đợt tập trung này thì gọi rất là nhiều cầu thủ có khả năng đi bóng tốt và đột phá tốt, thì không biết là thầy Park định hình lối chơi mới của đội tuyển như thế nào ạ? Hiện tại thì đội tuyển vẫn chưa đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ, thì có thể là thầy sẽ vẫn ưu tiên sử dụng sơ đồ cũ, và do hiện tại là có nhiều cầu thủ mới cho nên là các cầu thủ mới sẽ vẫn cứ tập lại những cái chiến thuật đã đề ra từ trước, và các cầu thủ sẽ làm nhuần nhuyễn hơn, làm nhanh hơn, triển khai bóng một cách nhuần nhuyễn hơn trong thời gian tới. So với những lần tập trung lần trước ấy, thì lần tập trung này có điểm gì khác biệt về mặt chiến thuật, về mặt cái yêu cầu của thầy Park hay không? Do là cái chiến thuật thì nhiều đội cũng đã biết rồi, cho nên là yêu cầu lớn nhất của thầy là đội bóng sẽ phải chơi bóng nhuần nhuyễn hơn, nhanh hơn. Cái sự chính xác trong các đường truyền thì sẽ phải cao hơn so với các lần trước, vì ngoài ra thì đội sẽ cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn trong thời gian tới. Đấy là cái điều đặc biệt mà thầy cố gắng yêu cầu các thủ. Anh có lý rằng là hiện tại thì ông Park vẫn xây dựng 3 tiền trung tâm, thường xuyên xuất hiện là những người nào? Hiện tại thì cũng chưa rõ, vì thầy luân phiên gần như là đều nhau tất cả buổi tập. Bây giờ lại cái điều khác biệt với bản thân Dũng thì sao? Lần trước tập trung thì Dũng vẫn là một cầu thủ bình thường thôi, nhưng mà lần này thì đã là một quả bóng vàng ở Việt Nam rồi. Cũng không có nhiều khác biệt, vì khi lên đội tuyển thì thầy vẫn luôn nói là không có ai là một ngôi sao cả, cầu thủ nào cũng như cầu thủ nào thôi, và tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung, và chỉ có một ngôi sao duy nhất trên lá cờ thôi. Để chia sẻ xem cái tình huống bố trí đá cánh thay vì đá tiền vệ trung tâm quen thuộc ở đội tuyển thấy nó có cũng không hẳn là đá cánh, vì cái sơ đồ của thầy thì có thể hoán đổi vị trí liên tục được, miễn là sao là đảm bảo được cái nhiệm vụ cũng như là cái yêu cầu thầy đề ra thôi. Tại tình trạng của Quang Hải như thế nào thưa anh? Quang Hải hôm nay thì đã đi tập rồi, có thể vẫn đang tập lại trở lại. Nói một chút là một trọng yêu cầu đối với thầy bây giờ các bạn không đá ở một vị trí gần như cố định mà liên tục hoán đổi vị trí, có thể ví một cách như kiểu là bác xa là quay vòng không? Cũng không hẳn, vì các cầu thủ Việt Nam thì thầy vẫn luôn ưu tiên là có sự linh hoạt hơn so với các cầu thủ khác ở trong khu vực, thì việc chơi một lối chơi linh hoạt hơn sẽ tiến đội tuyển Việt Nam có nhiều cách chơi hơn và biến ảo hơn trong thời gian tới. Ở hai trận lượt đi và lượt về tới với U22 thì thầy Park có nói gì về việc sử dụng các cầu thủ 100% không, hay là sẽ có những người chơi ít hơn những người còn lại? Hiện tại thì cũng chưa có yêu cầu gì, vì trận đấu còn khoảng một tuần nữa diễn ra. Sau tuần tập trung thì Dũng thấy cái sự hòa nhập của các cầu thủ trẻ. Thời điểm hiện tại thì các cầu thủ trẻ cũng như các cầu thủ lâu lắm quay trở lại đội tuyển cũng đã dần dần hòa nhập rồi. Lần đầu thì có vẻ bỡ ngỡ và cũng ít giao tiếp, nhưng mà sau khi khoảng một tuần thì mọi người đã không khí trong đội đã tốt lên rất nhiều rồi. Anh còn câu hỏi gì không? Thank you, cảm ơn em. Dũng trả lời tôi rất yên tâm.